Đợt không khí lạnh đầu tiên đang tràn về Hà Nội và sau đây là một bí quyết biến toàn bộ khung cảnh trên slide PowerPoint thành mùa đông chỉ với 2 kích chuột. Đầu tiên, trên slide của mình đang có một thành phố vào buổi xế chiều. Mình sẽ để chuột ở góc của slide rồi nhấn giữ di chuyển chuột để bôi đen toàn bộ vật thể. Sau đó mình vào Recolor trong 9slide 1, chọn màu xanh sáng và ta-da! Toàn bộ thành phố đã chuyển thành mùa đông chỉ với 2 kích chuột theo đúng nghĩa đen. Với người dùng PowerPoint thông thường thì công cụ Recolor này sẽ nằm trong Picture Format nha. Và cả nhà lưu ý, tính năng này chỉ áp dụng với hình ảnh. Và bí quyết để đổi được bảng màu xấu xí mặc định của PowerPoint thành bảng màu mới tuyệt đẹp này thì mình xin phép chia sẻ trong khóa học PowerPoint online tại 9slide.com nha. Cuối cùng, chúng ta có thể vẽ những bông tuyết trắng ở trên slide, rồi thêm hiệu ứng lines để tạo chuyển động rơi thẳng từ trên xuống. Chúng ta chỉnh delay của các animation cách nhau 0,1 đến 0,2 giây và để lặp lại vô hạn. Và thành quả sẽ là một khung cảnh mùa đông tuyết rơi cực kỳ lãng mạn và yên bình như thế này. Điều tuyệt vời nhất là từ khâu phối màu cho đến tạo chuyển động, chúng ta chỉ mất vài giây ngắn ngủi cùng các thao tác rất dễ dàng trên PowerPoint. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của 9slide để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của 9slide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.